Sau Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi được đề cử tại giải điện ảnh Bách Hoa. Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là người dẫn đầu dàn tiểu hoa đáng sau năm 1985, cô không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, có nhiều tác phẩm gây sốt, mà còn chuyển mình thành công, từ diễn viên thần tượng sang phái thực lực. Vào ngày 2 tháng 7, danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh Bách Hoa lần thứ 37 được công bố, đã gây ra làn sóng tranh cãi tại Trung Quốc. Vụ việc được đẩy lên hot search Weibo, nhận nhiều chỉ trích từ khán giả trong nước ở hạng mục diễn viên xuất sắc nhất. Trong đó, đề cử Bách Hoa về nam chính xuất sắc có nhiều ồn ào nhất. Công chúng cho rằng, một số cái tên xuất hiện chưa xứng đáng. Trong khi đó, nhiều ngôi sao như Trương Dịch, Thẩm Đằng lại biến mất. Lưu Đức Hoa trở nên lạc lõng giữa dàn diễn viên trẻ như Vương Tuấn Khải, Chu Nhất Long, Trương Nghệ Hưng và Dịch Dương Thiên Tỷ. Đa số khán giả đều nhận định, diễn xuất của Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải không thể so sánh với Thẩm Đằng và Trương Dịch. Việc loại các tên tuổi kỳ cựu ra khỏi Bách Hoa được cho là hành động nâng đỡ người trẻ, không tôn trọng diễn viên và người xem. Với hạng mục nam phụ xuất sắc nhất, dư luận khẳng định những cái tên xuất hiện ở đây thậm chí còn giống với giải nam chính hơn. Ngoài hai gương mặt trẻ là Phạm Thừa Thừa và Ngụy Đại Huân gây tranh cãi, thì những người còn lại đều được đánh giá cao như Lý Tuyết Kiện, Trương Dịch, Trương Tụng Văn. Hạng mục nữ chính xuất sắc gọi tên Mã Lệ, Vương Trí, Giả Linh, Nghê Ni và Ân Đào. Dựa trên thành tích và mức độ ảnh hưởng, Giả Linh với Cay Cay Nóng Hổi đang có nhiều lợi thế nhất. Việc Nghê Ni xuất hiện trong danh sách không bất ngờ, nhưng nếu đoạt giải, nữ diễn viên chắc chắn sẽ chịu áp lực dư luận. Tuy nhiên, Túc Bách Hoa sẽ giúp Nghê Ni vượt lên nhóm tiểu hoa 85 ở mảng điện ảnh. Mảng nữ phụ xuất sắc nhất cũng gây chú ý khi có sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều người cho rằng, thời lượng lên hình của nữ diễn viên trong điều thứ 20 tương đối ít, không nên có mặt trong danh sách trên. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, ở hạng mục nữ phụ còn có Văn Vịnh Sang, Cao Diệp, Viên Tuyền và Hải Thanh. Đặc biệt, dù thuộc nhóm top đầu phòng vé từ đầu năm 2024 đến nay, nhưng Cay Cay Nóng Hổi của Giả Linh vắng mặt trong nhiều hạng mục quan trọng. Một vài năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh có sự nghiệp ngày càng thăng hạng. Ngoài những bộ phim truyền hình có rating khả quan như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ, nữ diễn viên còn thể hiện rõ tham vọng lấn sân mảng điện ảnh. Nữ diễn viên được các đạo diễn lớn như Trương Nghệ Mưu, Trần Khả Tân ưu ái xuất hiện trong loạt phim điện ảnh như Điều Thứ 20, Tương Viên Lộng, Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Những thành tích này khiến Triệu Lệ Dĩnh sớm đã vượt xa kỳ phùng địch thủ là Dương Mịch, khi cô thất bại liên tiếp với ba phim là Các Nhĩ Tân 1944, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên. Không có gì một nồi lẩu không thể giải quyết. Sức hút phim Trường Tương Tư 2 của Dương Tử dù chưa lên sóng. Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Trường Tương Tư 2 đã công bố 20 thương hiệu quảng cáo liên danh, đứng top 1 trong số những phim truyền hình Hoa ngữ phát hành năm 2024 cho đến nay. Khác với quảng cáo trên nền tảng, hình thức quảng cáo liên danh có nghĩa là thương hiệu sẽ sử dụng hình ảnh hay vật liệu từ phim đưa vào sản phẩm của mình. Trước Trường Tương Tư 2, Khánh Dư Niên 2 do Trương Nhược Quân đóng chính là phim truyền hình có nhiều quảng cáo liên danh nhất năm nay, với 17 thương hiệu, các phim có từ 10 quảng cáo liên danh trở lên, còn có Giữ Phượng Hành với 13 quảng cáo, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên với 12 quảng cáo, Câu Chuyện Hoa Hồng với 10 thương hiệu. Tiếp đó, Phồn Hoa có 5 thương hiệu quảng cáo liên danh, Độ Hoa Niên có 3 thương hiệu, các phim như Thần Ẩn, Nam Lai Bắc Vãng, Truy Phong Giả, Thừa Hoang Ký có 1 quảng cáo liên danh. Trường Tương Tư 2 gồm 21 tập, vẫn do dàn diễn viên của phần 1 đóng chính, gồm Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Vương Hoàng Nghị. Phim sẽ được phát sóng trên khung giờ vàng của Đài Giang Tô từ ngày 8 tháng 7. Đồng thời, Trường Tương Tư 2 vẫn lên sóng online trên nền tảng Tencent Video vào cùng ngày. Trường Tương Tư 1 phát sóng vào tháng 7 và tháng 8 năm ngoái, đã trở thành tác phẩm truyền hình Hoa ngữ ăn khách bậc nhất trong năm 2023. Đây là bộ phim có điểm nhiệt độ cao nhất của nền tảng Tencent năm 2023, với 33.144 điểm. Trường Tương Tư 1 cũng đứng vị trí số 2 bảng xếp hạng chỉ số truyền thông DataWin năm 2023 với 2.557 điểm, chỉ xếp sau Cùng Phong với 2.716 điểm. Thành công của phần 1 là một bước đà mạnh mẽ để phần 2 được khán giả mong đợi và đón nhận. Thời trang ấn tượng của Hứa Khải trong phim lẫn ngoài đời. Mới đây, bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính đã tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ tháng 7. Phim không chỉ phá 25.000 nhiệt độ sau 2 ngày phát sóng, mà còn đạt mốc rating cao ngất ngưỡng. Phim đang là ứng viên sáng giá cho quán quân rating của Đài Hồ Nam năm nay. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, Mọc Phim đánh giá cao tạo hình tổng tài của Hứa Khải,
Sự lịch lãm chững chạc của nam diễn viên trong bộ Âu phục tối giản với chiếc kính gọng vàng khiến fan mê mẩn. Theo đó, nam chính Hàn Đình là tổng tài bản lĩnh và từng trải trên thương trường. Hứa Khải sở hữu chiều cao 1m87 nổi bật, gương mặt nam tính. Đặc biệt, nam diễn viên sở hữu đôi mắt màu hổ phách mà không nhiều người có được, trùng hợp với nhân vật được miêu tả trong tiểu thuyết gốc. Không chỉ đẹp hút hồn trên phim ảnh, Hứa Khải xuất thân là người mẫu, nên có sự nhạy bén với các xu hướng thời trang. Phong cách đời thường của nam thần sinh năm 1995 được cư dân mạng khen ngợi vì quá chất. Do bị cận nhẹ, nên kính không đơn thuần là phụ kiện thời trang của Hứa Khải. Khi không phải làm việc, nam diễn viên đeo kính thường xuyên, khuôn mặt nhỏ và góc cạnh của anh phù hợp với nhiều loại kính mắt. Năm 2024 được xem là một năm thuận lợi của Hứa Khải khi các dự án phim ảnh được khán giả đón nhận. Từ Thừa Hoang Ký đến Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, diễn xuất của nam diễn viên được đánh giá có nhiều tiến bộ. Công chúng hy vọng nam diễn viên tiếp tục lựa chọn kịch bản phù hợp, ngày càng bứt phá hơn nữa trên con đường diễn xuất. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Kỷ Tinh, là cô gái học ngành khoa học kỹ thuật. Cô là người có nhiều hoài bão, mong muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực thiết bị y tế về công nghệ in 3D. Hành trình ban đầu của Kỷ Tinh gặp nhiều khó khăn, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hàn Đình, tổng giám đốc công ty y tế Đông Dương, công ty của cô mới có thể đi đúng hướng. Cả hai từ cộng sự, dần dần thấu hiểu nhau, nắm tay nhau vượt qua những thử thách trên con đường chinh phục ước mơ. Tôn Lệ không vượt qua được cái bóng của Chân Hoàng. Đã là diễn viên, thì ai cũng muốn có được vai diễn và bộ phim kinh điển, để ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Những nỗ lực và sự may mắn của Tôn Lệ đã giúp cô có được một Chân Hoàng truyện xuất sắc. Đến bây giờ, khán giả vẫn tấm tắc khen màn trình diễn của cô trong phim. Chỉ có điều, Chân Hoàng truyện cũng đã trở thành một trở ngại, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tôn Lệ. Khi cô không thể có được vai diễn khác, đủ sức để vượt qua cái bóng này. 12 năm qua, Tôn Lệ có kha khá những vai diễn được khán giả đánh giá cao, như trong Mị Nguyệt truyện và Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, đồng thời giúp cô giành được những giải thưởng lớn bên truyền hình. Nhưng khán giả cho rằng, diễn xuất của nữ diễn viên 8X trong các bộ phim này không quá khác biệt so với thời cô đóng vai Chân Hoàng. Đúng là diễn xuất của Tôn Lệ vẫn tốt, chỉ có điều lại không tạo ra sự xuất sắc hay điểm nhấn, khiến cho các vai diễn này mang đến sự kinh điển, như khi cô xuất hiện trong Chân Hoàng truyện. Thêm vào đó, việc nhận các vai diễn cũng na ná với Chân Hoàng đã gián tiếp góp phần kéo lùi thực lực của bà xã Đặng Siêu. Đối với diễn viên, khi họ ở trong vùng an toàn quá lâu, dễ khiến diễn xuất bị ảnh hưởng. Trong bộ phim Thành Phố Lý Tưởng, Tôn Lệ không chỉ bị phàn nàn vì cưa sừng làm né, mà diễn xuất của cô cũng nhận phải nhiều bình luận tiêu cực, biểu cảm hạn chế, đôi mắt lúc nào cũng trợn trừng và luôn gồng mình lên để trẻ hơn, khiến Tôn Lệ bị chê bai diễn xuất ngang ngửa Bình Hoa Di Động Dương Siêu Việt. Không ai nghĩ một diễn viên thực lực như Tôn Lệ cũng có ngày bị trừ điểm ở khoảng diễn xuất, và cô chẳng giữ nổi phong độ như thời điểm 12 năm trước nữa. Chân Hoàng truyện giúp Tôn Lệ có được sự huy hoàng, nhưng cũng khiến cô ở trong một vòng luẩn quẩn suốt nhiều năm liền. Người đẹp Tân Bến Thượng Hải không thể tạo ra sự mới mẻ trong diễn xuất và vai diễn, từ đó cô bị hạn chế và khó mà tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác. Khán giả không biết liệu trong hai bộ phim mới là Phía Trên Mây Đen và Cuộc Đời Rất Đẹp, Tôn Lệ có bước đột phá nào không nữa. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.